đang đứng ở khu vực mà các cầu thủ của đội Hà Nội. Vũ Minh Tuấn này. Rồi, gặp lại người xưa rồi. Đặng Văn Tới. Văn Vinh này. Lương này. Đặng Văn Tới. Văn Minh. Tay với các cầu thủ của đội Hải Phòng đấy. Các cầu thủ sẽ bắt đầu khởi động và chuẩn bị thi đấu giao hữu cùng đội Hà Nội. Đấy, Phan Tu đúng không nào? Phan Tu đúng không nào đây? Đây, bạn bè đây.